Chào các bạn, mình đang có chiếc điện thoại chơi game mà mới được Xiaomi ra mắt, nó có tên là Black Shark, tức là con cá mập đen. Thì cái phiên bản mình có trên tay ngày hôm nay đó là phiên bản cao cấp nhất, đó là RAM 8GB với bộ nhớ trong là 128GB. Ngoài ra thì Xiaomi còn giới thiệu một cái tay cầm, nhưng mà tay cầm này bạn phải mua ngoài chứ nó không đi kèm khi mà chúng ta mua máy. Đây là Xiaomi Black Shark, cái máy smartphone chơi game đầu tiên của Xiaomi. Thì chúng ta thấy là nó có một cái thiết kế rất là hầm hố, rất là năng động và rất là mạnh mẽ, đúng như phong cách của những cái máy chơi game. Black Shark của Xiaomi dù là một cái smartphone cho game thủ nhưng mà cũng được hỗ trợ những cái công nghệ cao cấp, ví dụ như là hai camera phía sau hỗ trợ xóa phông, trong đó một camera là 20 megapixel. Còn ở phía trước thì chúng ta có một cái màn hình với kích thước là 5,99 inch, tức là 6 inch. Xung quanh này thì Xiaomi cũng vát kim cương cho nó, nhưng mà họ còn sơn một màu xanh vào đó, cho nên nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt là ở bên cạnh trái là có một cái nút họ gọi là Shark Space, tức là cái không gian để chuyên để chơi game cũng như là để tùy biến cho cái tay cầm. Cấu hình của máy chúng ta có chip Snapdragon 845 mới nhất của Qualcomm, cũng như là RAM 6GB hoặc là 8GB. Cái phiên bản này là 8GB và bộ nhớ trong là 64 hoặc là 128GB với pin là 4000 mAh. Rồi, bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ tập trung vào cái chủ đề chính, đó là chơi game. Khi mà chúng ta gạt cái cần này lên trên, tức là vào cái không gian Shark của Xiaomi, thì nó sẽ chuyển ngay qua một cái không gian mà chỉ gồm tất cả những cái game mà chúng ta đã cài vào máy, bao gồm PUBG, Liên Quân, Rules of Survival, Spider-Man hoặc là Asphalt 8. Đó là tất cả những game ở trong máy này, và chúng ta khi mà chúng ta muốn chơi, chúng ta chỉ việc bấm play là nó chơi. Thì một cái điểm mạnh của cái không gian này đó là cho phép chúng ta sắp xếp game hoặc là tùy biến cái tay cầm. Hoặc là một cái điểm mạnh theo như mình thì khi mà vào cái trong cái không gian này thì chúng ta bấm vào đây, nó sẽ không thoát ra màn hình chính mà nó vẫn ở trong không gian này, cho nên là khi mà chơi game thì chúng ta đỡ bị bấm nhầm hơn. Khi mà chúng ta chơi mà chẳng may mà bấm nhầm ở đây thì nó cũng không thoát ra ngoài màn chính và mất game của chúng ta. Thì đây là cái tay cầm mà chúng ta phải mua ngoài khi mà muốn chơi game với Black Shark. Cái này nó không gắn được đầu ngược lại, nó chỉ gắn được đầu này thôi, tức là mặc định là chúng ta sẽ gắn lên phía trên đỉnh của điện thoại chứ không thể gắn vào dưới đáy của điện thoại được. Mình có đọc qua cái hướng dẫn của Xiaomi thì họ không nói rõ, mà họ chỉ nói là chúng ta không cần phải một cái ứng dụng để chúng ta map cái phím này với lại từng game chúng ta chơi, mà nó sẽ tự động cập nhật, nó tự động nhận. Như cái trong cái game PUBG này, mình vẫn vào cái phần thiết lập điều khiển và mình customize được. Thì ở đây mình đang customize là cái nút này để cho bắn và cái nút phía dưới để ngắm. Thì mình không tìm được hướng dẫn cụ thể nhưng mà mình có thử qua, thì các bạn có thể làm bằng cách là kéo cái nút muốn lên trên trên cùng này và bấm vào đây. Đấy, kéo lên và bấm. Đại khái là các bạn sẽ kéo hai cái phím mà các bạn muốn gắn cho hai cái nút này lên trên góc trái, trên cùng bên trái thì sẽ được. Đây thì mình đã vào cái phần chơi game. Ok, mình sẽ đi, mình lấy súng, mình bắn thử cho các bạn xem. Đó, thì với cái joystick này thì chúng ta không cần phải chạm lên màn hình mà chúng ta di chuyển nữa, mà chúng ta chỉ việc bấm cái nút này. Cho nên là màn hình sẽ có một không gian rất là lớn. Đó, thì bây giờ mình đang để cái nút trên này để ngắm. Thì khi mình bấm lên nó sẽ ngắm, và bấm nút dưới nó sẽ bắn. Giữ liền là nó sẽ bắn liền như này, rất là hay, và chúng ta không phải bấm cái nút trên màn hình nữa. Đó là tất cả về Black Shark, một cái điện thoại chơi game đầu tiên của Xiaomi. Thì bên cạnh lựa chọn khác, ví dụ như là điện thoại của Razer, thì đây là một cái lựa chọn rất là xứng tầm dành cho những bạn nào muốn một cái điện thoại Android cấu hình mạnh, chơi game và có sẵn tay cầm để chúng ta có thể chơi. Dĩ nhiên là cái tay cầm này bạn phải mua ngoài chứ bạn nó không bán kèm khi mình ta mua máy. Cảm ơn các bạn.